Các trader đang phấn khích quá mức khi Bitcoin vượt mốc 21.000 đô la. Ấn Độ kêu gọi IMF tham gia vào công cuộc giám sát tiền điện tử. Ông chủ Cardano cảnh báo đề xuất mới của Hoa Kỳ có thể giết chết các thợ đào Bitcoin. Bánh trung thu NFT trở nên thịnh hành ở Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Khối lượng các vị thế phát sinh Open Interest đang tăng đột biến khi Bitcoin vượt 21.000 đô la ngày hôm qua. Theo dữ liệu phát sinh trong suốt 3 tháng qua, mỗi lần khối lượng các vị thế long short tăng đột biến đều là những lần Bitcoin pump và dump trong thời gian ngắn hạn. Hiện tại, khối lượng các vị thế mở này tăng 12% chỉ trong vài giờ đồng hồ và đang gần bằng với giai đoạn Bitcoin bị bán ở mốc 25.000 USD hồi tháng trước. Trong khi lượng Bitcoin trên sàn spot liên tục lập mức thấp, lượng vị thế phát sinh lại tăng cao. Điều này đã cho thấy các trader đang khá hào hứng bất chấp Bitcoin vẫn đang trong một downtrend mạnh và chưa thấy nhà đầu tư mới. Ngoài ra, dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong một tháng qua, các lệnh short có xu hướng nhiều hơn long. Dữ liệu này phần nào phản ánh tâm lý bi quan của thị trường. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, việc quá phấn khích vào thời điểm này sẽ khiến tâm lý của các trader ngắn hạn thích nghi với biên độ hẹp khi sideways mà chủ quan với những lần giảm vài chục phần trăm của BTC suốt những năm qua. Do đó, các vị thế dễ bị quét sạch khi Bitcoin biến động bất ngờ. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã gặp Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại New Delhi hôm thứ Tư. Hai người đã thảo luận về một loạt các chủ đề, bao gồm cả nhiệm kỳ tổng thống G20 sắp tới của Ấn Độ và quy định về tiền điện tử. Cả hai đã trao đổi về tầm quan trọng của việc điều chỉnh tài sản tiền điện tử và sự cần thiết phải có cách tiếp cận đồng bộ được phối hợp toàn cầu đối với vấn đề này. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ kêu gọi IMF đóng vai trò dẫn đầu trong việc quản lý tiền điện tử. Sau cuộc họp với Sitharaman, Georgieva nói với CNBC TV 18 hôm thứ Sáu rằng IMF hợp tác với Ấn Độ về quy định tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng ưu và nhược điểm. Georgieva lưu ý thêm rằng Ấn Độ có những lợi thế trong việc tận dụng kinh nghiệm trong số hóa, đồng thời có thể vạch ra một lộ trình thực dụng hơn với các mục tiêu rõ ràng. Giám đốc IMF kết luận, sẽ thật tuyệt vời nếu Ấn Độ sử dụng vai trò lãnh đạo của mình để đảm bảo tính minh bạch hơn và quyền sở hữu dữ liệu. Xin thông báo, để trải nghiệm các tính năng kiếm tiền của CryptoLeagueVN, quý khán giả cần trang bị cho mình một tài khoản trên website CryptoLeagueVN.com. Hiện tại, tính năng này đã mở, cho phép mọi người đăng ký tài khoản, nhận mã giới thiệu. Người dùng có thể dùng mã chúng tôi cung cấp để mời bạn bè và nhận thưởng trên mỗi lời mời thành công. Để tạo không khí sôi nổi trước ngày ra mắt chính thức, mời quý khán thính giả tham gia mini game xe say mê nhận quà cực phê với các phần thưởng vô cùng hấp dẫn là những điểm và các NFT, những tài sản quan trọng trong hệ sinh thái mà chúng tôi thiết kế. Thông tin chi tiết, các bạn vào bài viết hướng dẫn tham gia mini game cùng CryptoLeagueVN dưới phần mô tả và bình luận. Trân trọng cảm ơn. Các nhà phát triển Ethereum đã xác nhận việc hoàn thành thành công các điều kiện tiên quyết cho việc nâng cấp blockchain rất được mong đợi. Các nhà phát triển Ethereum đã triển khai Shadow Fork đầu tiên vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Gần 6 tháng sau, công ty nghiên cứu và kỹ thuật Ethereum Netmind xác nhận rằng quá trình chuyển đổi trong mainnet Shadow Fork 13, đợt Shadow Fork cuối cùng đã thành công, báo hiệu sự sẵn sàng của mạng để chuyển sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần POS. Shadow Fork sẽ giúp các nhà phát triển kiểm tra các giả định đồng bộ hóa để đảm bảo an ninh toàn mạng trong quá trình nâng cấp vĩnh viễn. Testnet cho phép các nhà phát triển Ethereum thực hành chạy các nút, triển khai các hợp đồng và thử nghiệm cơ sở hạ tầng, các chức năng khác. Do đó, các bản nâng cấp Shadow cho phép các nhà phát triển đánh giá tác động của việc nâng cấp mạng trước khi chúng xảy ra. Các nhà phát triển của Ethereum đã liên tục báo hiệu sự đảm bảo rằng việc hợp nhất sẽ diễn ra chính xác như kế hoạch. Tuy nhiên, quá trình chạy thử nghiệm vẫn tiếp tục để cung cấp cho các nhà phát triển sự an tâm. Chính phủ Nhật Bản đang trao các mã thông báo không thể thay thế NFT như một phần thưởng bổ sung cho các địa phương đã xuất sắc trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cũng như thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số. Tổng cộng có 7 thị trường đã nhận được giải thưởng NFT cho các sáng kiến khác nhau. Theo báo cáo, các mã thông báo được phân phối tại buổi lễ Summer Digi Denkosien 2022 về cơ bản đại diện cho chứng chỉ kỹ thuật số của thành tích. Lễ trao giải do Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Masuno chủ trì. Thủ tướng của đất nước Fumio Kishida cũng tham dự. Trong năm qua, một số người chơi công nghệ trong nước đã bắt đầu nảy sinh ý tưởng về NFT và Web3. Một trong những ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào không gian NFT là Move. Tập đoàn SBI
cũng thành lập một công ty con chuyên dụng có tên là SBI NFTs. Phương tiện truyền thông xã hội hàng đầu đất nước LINE cũng thành lập một thị trường NFT có tên là LINE NFT. Nhờ sự thúc đẩy rất cần thiết từ chính Thủ tướng Chính phủ, thị trường NFT ở đất nước mặt trời mọc đã tăng vọt. Bitcoin đã có xu hướng giảm kể từ đầu năm, ghi nhận sự điều chỉnh 70% so với mức cao kỷ lục được thiết lập vào tháng 11 năm 2021. Hiện BTC đang vật lộn để duy trì giá trị của nó là trên 20.000 đô la. Sự điều chỉnh của thị trường đã kéo theo sự giảm sút về mức độ quan tâm đến tài sản của các nhà đầu tư. Đặc biệt, sở thích tìm kiếm của Google đối với từ khóa mua Bitcoin đã chạm mức thấp nhất trong 2 năm, ghi nhận điểm số phổ biến là 6 vào ngày 10 tháng 9. Tuy nhiên, tâm lý chung hiện vẫn khá lạc quan khi các tìm kiếm từ Google cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng Bitcoin sẽ phục hồi sau sự sụp đổ giá đang diễn ra và có thể sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác mới cho sự gia tăng. Bên cạnh đó, theo trang Google Trending, Nigeria là quốc gia dẫn đầu về các lượt tìm kiếm từ khóa Bitcoin. Điều này một lần nữa cho thấy các quốc gia có nền kinh tế khó khăn trong bối cảnh lạm phát gia tăng và đồng nội tệ mất giá đang tìm kiếm Bitcoin làm nơi trú ngụ an toàn. Nhà sáng lập Cardano, ADA, Charles Hoskinson mới đây đã đưa ra cảnh báo rằng các khuyến nghị mới của chính phủ Hoa Kỳ không mang lại điểm báo tốt cho Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác. Chính sách khoa học và công nghệ của Văn phòng Nhà Trắng kêu gọi sự tham gia của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ để tạo ra các tiêu chuẩn môi trường dựa trên bằng chứng cho những người chịu trách nhiệm. Hoskinson nói rằng các đề xuất này có thể dẫn đến lệnh cấm hoàn toàn đối với Bitcoin. Theo Hoskinson, các tiêu chuẩn về cường độ năng lượng rất thấp, ít sử dụng nước, tạo ra tiếng ồn thấp, sử dụng năng lượng sạch của các nhà khai thác và tiêu chuẩn tăng cường theo thời gian để tạo ra lượng carbon bổ sung để phù hợp mà hai cơ quan hàng đầu này đã đề ra về cơ bản là khó thực hiện được với các cơ sở khai thác Bitcoin hiện nay. Nhưng thay vì nới lỏng quy định hơn, ông chủ Cardano tin rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể áp dụng các chiến lược khác nhau để đạt được những mục tiêu của mình. Cộng đồng mạng Trung Quốc mới đây thịnh hành một loại bánh trung thu kiểu mới, bánh trung thu NFT, Non-Fungible Tokens, một dạng tài sản kỹ thuật số. Đây là một trào lưu mới nổi ở Trung Quốc để hưởng ứng ngày lễ trung thu đang đến gần. Rất nhiều nơi đang giao bán những chiếc bánh trung thu NFT với mức giá khá cao, lên đến cả 100.000 nhân dân tệ. Tổng công ty bưu chính Trung Quốc China Post và hãng kem Häagen-Dazs tung ra bánh trung thu NFT nhân kem lạnh từ cuối tháng 7 đi kèm với bánh thật. Trên mạng xã hội, một số tài khoản chế nhạo ý tưởng này, trong khi những người khác gọi đây là hình thức đầu tư. Ví dụ, bánh trung thu NFT của gã khổng lồ thương mại điện tử Taobao có giá 1 nhân dân tệ trên một chiếc vào năm ngoái, nay đã trị giá 38.888 nhân dân tệ trên nền tảng trao đổi Metaverse X Meta. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào bánh trung thu NFT, yêu cầu các doanh nghiệp và người tiêu dùng hãy cảnh giác trước những hành vi gian lận. Thị trường tiền điện tử chiều nay, ngày 10 tháng 9, đang có dấu hiệu phục hồi chậm lại. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ chiều nay đạt mức 1,09 nghìn tỷ đô la, tăng 1,6% so với cùng giờ ngày hôm qua. Bitcoin giao dịch tại 21.339 đô la, tăng gần 3%. Ethereum đang ở mức 1.720 đô la, tăng 1,6%. Binance Coin giao dịch tại 294 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau.